What's up? Xin chào 500 anh em. Thì chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Game. Thì như các anh em đã biết thì một game thủ không thể thiếu được bàn phím, tai nghe và một thứ rất là quan trọng dành cho các anh em FPS, đó chính là một con chuột. Thì hôm nay mình sẽ cùng review cho các anh em một con chuột mới về bên Boss Game, và con chuột này thuộc dạng là con chuột khá là quý tộc. Đây. Đó. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy cái mã hiệu của nó đây là Aoi, nó cùng với lại cái thương hiệu của con bàn phím K100 á. Bây giờ mình sẽ cùng đi mở hộp chi tiết con này nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi sơ qua cái đóng gói của em chuột này. Chúng ta sẽ có một cái hộp màu đen rất là to như thế này, vậy to hơn bên tay mình rất là nhiều. Sau này chúng ta sẽ có thông tin của con chuột này. Tên của nó là con G902 nhé. Thì nó sẽ chỉ có mỗi cái logo ở trên chuột này thôi. Và cách đóng hộp của nó khá là đơn giản. Nó kiểu dạng tụt như thế này. Mình phải tụt ra giống như những chiếc hộp của iPhone vậy đấy. Đó, mình phải tụt. Không được tụt mạnh nhé các bạn. Tụt mạnh sẽ mất hết hứng đấy. Đó, rồi. Mở ra thì ở phía bên trong chúng ta sẽ thấy một cái lớp nỉ nữa. Để mà bảo vệ cho cái hộp. Đó. Rồi, phía bên trong chúng ta sẽ có cửa âm chân kinh để sang một bên. Rồi, chúng ta sẽ có một cái miếng ở đây, mình sẽ để sang một bên. Trên đây chúng ta sẽ có thêm một miếng nữa để sang một bên. Rồi, ta sẽ có một cái cục như thế này. Và một cái miếng băng keo hay sao đấy, mình sẽ để sang một bên này. Rồi, và cái chính giữa, cái đáng chú ý nhất chính là em chuột. Ok, rồi mình sẽ để đây. Để xem được coi chúng ta còn gì nữa không. Hết rồi. Hiện tại không còn gì hết. Đó là những đồ ở trong con chuột này. Ok, đã quay trở lại với lại nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ có tới 1, 2, 3, 4, 5 5 thứ ở trong cái hộp đựng chuột ở đây. Thì bây giờ mình sẽ đi giới thiệu sơ qua từng cái một nhé. Thì bỏ hết mấy cái thứ linh tinh này sang một bên. Tí nữa mình sẽ nói về mấy thứ này sau. Mình sẽ đi về nhân vật chính trước, đó là con chuột G902 này. Thì nhìn sơ qua về kiểu dáng, các bạn có thể đoán ra được là con này nó giống như một cái con chuột huyền thoại nào đó rồi, các bạn biết không? Đó, nhưng mà con chuột đó thì khá là mắc. Các cái game thủ cỡ tầm bình dân thì không thể nào mà với tới được. Đó. Và chúng ta sẽ thấy có một cái kiểu dáng khá là hầm hố. Và thiết kế kiểu đối xứng, tức là sẽ hai bên giống nhau, tức là bên trái và bên phải nó sẽ không có sự khác biệt gì lớn. Ngoài trừ hai cái nút bấm này. Đó. Thì hai nút bấm này sẽ là nút back và forward ở trong trình duyệt web. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái điểm nhấn duy nhất ở đây chính là cái con lăn này, với con lăn làm giả kim loại màu bạc khá là nổi bật. Đó. Và các cái đường nét rất là hầm hố ở đây. Đó, các cái góc cạnh cắt như thế này, khá là giống với một con em chuột nào đó mà mình không tiện nhắc tên. Và đây chúng ta sẽ có thêm ba cái nút ở giữa này. Ba nút này sẽ là ba nút điều chỉnh. Nút ở giữa này sẽ là nút tap tap nhanh, tức là sẽ ấn một phát nó sẽ ra màn hình chính, và ấn mất nữa sẽ quay lại cái trình duyệt mình đang sử dụng. Ngoài ra thì nút bên trái và nút bên phải sẽ là tăng giảm DPI. Đấy. Ở bên mặt bên trái của con chuột thì sẽ là một cái thiết kế cũng rất chi là hầm hố. Đó, và có kèm hai nút back và forward ở đây thôi. Bên phải thì chúng ta sẽ không có gì hết. Kiểu thiết kế này thì nó sẽ phù hợp với những cái bạn nào mà có cái form cầm là form cầm kiểu palm hoặc là claw, tức là kiểu cầm để di toàn bộ cái bàn tay, lòng bàn tay mình úp vào con chuột như thế này, hoặc là cái kiểu mà chỉ có các ngón tay, đó, các ngón tay chạm ở trên con chuột mà thôi. Nói chung là con chuột này thì mình cầm khá là thoải mái như thế này, cả tay trái lẫn tay phải đều rất là ok. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy có một cái khay nhỏ như thế này. Cái khay này chính là cái nơi mà mình có thể bỏ tạ vào đây. Đó, chính là bỏ cái cục tạ này vào đấy. Ở phía trên này chúng ta sẽ thấy có hai con ốc vặn ở đây, phía trên này, hai con ốc nhỏ. Nếu như mà chúng ta vặn nhẹ hai con ốc nhỏ này ra thì chúng ta có thể là kéo cái này xuống phía dưới để tăng cái độ dài của cái thân, cái đít phía dưới này của con chuột dài ra một chút nữa để phù hợp với tay của mình, rất là tiện lợi. Và chúng ta sẽ có thể bỏ tạ vào trong như thế này. Đó là mình, để mình có thể là mình nâng cái độ nặng của con chuột này lên.
ta vặn vào thì nó sẽ chắc chắn như thế này. Ở phía dưới đít này chúng ta sẽ có một cái dải nhựa mà có các cái tinh thể ở phía trong, thì khi mà bật đèn lên thì nó sẽ sáng cái màu đỏ ở đây rất là đẹp, nhìn giống như là những cái tinh thể bằng pha lê vậy, chiếu ra nhìn rất là đẹp. Khi nữa mình sẽ bật lên, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái logo ở ngay trên thân con chuột như thế này và nó sẽ sáng led ở phía bên đây, và cái led của con này là led RGB, mình có thể tùy chỉnh được tất cả các màu. Rồi về đi sơ qua thêm một chút nữa về dây cáp, thì chúng ta sẽ có một cái loại dây cáp khá là chắc chắn, mặc dù ở đây rất là dày, và có cả cái quấn chuột như này và có cục chống nhiễu kèm theo là đầu USB khá to và nó được mạ vàng luôn cho tiếp xúc tốt hơn. Ok, mình sẽ sang một chút về các cái tính năng đặc biệt. Đầu tiên là cái tính năng có thể kéo dài cái độ dài của cái con chuột này ra, thì mình chỉ cần một cái ốc vít như thế này, mình vặn nới nhẹ nó ra một chút. Đó. Khi nào mà các bạn có thể di chuyển được cái phần đít này thì mình có thể kéo nó ra được. Đó. Khi mà mình kéo nó dài hết cỡ rồi thì mình có thể vặn lại cho nó chắc chắn, không có bị xê dịch nữa. Chúng ta chỉ cần nới lỏng một xíu thôi là được. Đấy. Thì khi đó cái thân con chuột nó sẽ lộ ra như thế này, nó dài hơn một khúc, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó, nó dài hơn và sẽ cho những cái bạn nào mà có tay to đó, và thích quay tay thì có thể dùng cái này, nó sẽ vừa với tay của mình hơn, hoặc là nếu không thì các bạn có thể đẩy vào để cho nó ngắn lại, rất là dễ dàng. Đó, điểm đặc biệt tiếp theo của em chuột này đó chính là những cái phần đó, nó sẽ tặng kèm cho chúng ta. Đó chính là những cái phần đuôi mà nó được sơn bóng như thế này. Đó, sơn bóng nhìn rất là đẹp, màu bóng màu đỏ. Những con màu đen này thì nó sẽ đi với cái phần thêm trang trí này sẽ là màu đỏ. Còn những cái con màu trắng hoặc là màu xám thì sẽ đi chung với phần trang trí là màu vàng hoặc là màu bạc đó. Cái đấy thì cũng đơn giản thôi. Khi mà các bạn muốn thay thế cái phần này vào thì đầu tiên các bạn phải mở cái phần đít này ra. Đó, nó sẽ dùng có cái phần nam châm hít vào á. Sau khi mở cái đít ra thì chúng ta sẽ nhìn ở phía dưới này, nó sẽ có một cái con ốc nhỏ ở phía trong. Đây chính là cái con ốc này. Thì chúng ta sẽ dùng ốc vít vặn ra. Rồi sau khi đã vặn lỏng hết cỡ ra rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái ở phía dưới này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục mở hai con ốc này ra. Đó. Một lần này chúng ta sẽ không vặn mở nhẹ nữa mà chúng ta mở hoàn toàn luôn. Các bạn cẩn thận nhé. Tại vì khi mà mình tháo lắp như thế này thì sẽ có một số chi tiết mà nó rất là dễ bị rơi ra. Ví dụ như là hai cái con ốc vàng ở trong này. Hai cái này chính là hai cái để mình có thể trượt được cái miếng đít của chuột này nó sẽ lên xuống. Đó. Chính vì vậy chúng ta phải để ý cái đấy. Rồi chúng ta sẽ lắp cái phần mới này vào. Rồi chúng ta sẽ lắp phần đít này vào thì chúng ta phải lắp từ dưới lên như thế này. Đó, từ dưới lên tức là từ trên xuống nếu mà ngược lại đấy. Và các bạn lưu ý là cái phần màu vàng ở trong này thì nó phải đúng cái lỗ nữa. Đó, thì chúng ta sẽ lật nó xuống, dốc nó xuống cho cái màu vàng nó chạy vào cái lỗ, chính xác là cái lỗ ở đây. Lúc đó chúng ta sẽ dùng vít lại. À, sau khi mà mình đã lắp chặt ốc vào rồi thì chúng ta sẽ quay ngược lại mặt trước, rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái ốp mà nó tặng kèm đây, cái ốp màu đỏ này thay lên, hoặc là mình có thể dùng trực tiếp cái ốp cũ luôn cho nó lạ một chút đấy. Khi các bạn để ý thì mình phải để đúng cái hai cái chân nam châm này nhé, vào đúng hai cái lỗ nam châm ở đây thì nó mới hít được, và lực hít của nó cũng khá là mạnh. Khi mà mình để đúng khớp của nó thì nó kêu một cái tắt cái đó như thế này, giờ kêu cái tắt đó thì các bạn có thể thấy là nó đã thay đổi hoàn toàn con chuột rồi, nhìn khá là đẹp, để cho các bạn có thể cắt điệu theo ý thích của mình, rất là hay. Ok, cái tiếp theo nữa mà mình muốn nói đến với cho các bạn về con chuột này đó chính là một cái phần khá là đặc biệt mà mình chưa nhắc tới, là cái này, cái tấm này. Đó, trong cái tấm này thì chúng ta sẽ có gì? Đây, sẽ mở ra. Ở trong này chúng nó sẽ có trang bị cho chúng ta hai cái miếng dán màu đen. Và miếng dán này chúng ta sẽ là cái miếng dán bằng cao su. Và miếng dán này sẽ được dán ở phía trên này, hoặc là và hai cái miếng ở phía bên hông này để tăng cái độ bám dính. Thì cái này mình phải dán cẩn thận nhé, nếu không mà sai thì sẽ bị hư luôn con chuột đấy. Mình sẽ dán luôn cho các bạn cùng coi. Rồi, mình đã dán xong phần phía trên này rồi, và chúng ta sẽ dán thêm hai phần ở phía bên hông nữa.
Rồi, ok, sau khi mình đã dán xong bốn cái miếng cao su này vào trong con chuột thì chúng ta sẽ có cảm giác cực kỳ là đã. Và cái miếng cao su này sẽ giúp cho khi mà mình chạm vào con chuột thì nó sẽ có độ bám dính cao hơn, và cũng như sẽ không có bám mồ hôi, dấu vân tay như những là cái nhựa khác. Đó, cả bên này nữa, khi mình cầm thì nó sẽ bám chuột rất là sướng, giống như là những con chuột cao cấp vậy. Đó, không hề kém những con chuột cao cấp nha các bạn. Đó, đấy là những cái phụ kiện và đồ chơi phải nói là cực kỳ nhiều và cũng rất là ngon của con chuột này. Bây giờ mình sẽ sang cái phần đèn led của em này nhé. Rồi, ok, sau khi mình đã cắm con chuột vào trong máy thì các bạn có thể thấy là cái đèn logo đã sáng rồi đây, và nó sẽ tự động đổi màu luôn, nó sẽ đổi tất cả là 7 màu. Rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy cái dải đèn ở phía dưới đít như thế này. Đó, các bạn có thể thấy là cái phần đít của nó sáng rất là mạnh màu đỏ, và nó sẽ sáng kiểu dạng như một cái đường ống nước vậy. Rồi, ở trên này chúng ta sẽ thấy có một cái đèn báo như thế này, thì đây chính là 3 nấc DPI của nó. Thì nó có tất cả là 5 nấc DPI, và ba cái đèn này sẽ là hiện thông báo cho ba nấc đó và cho 5 nấc đó. Thì chúng ta sẽ có cái quy định là đây là nấc 1 này, đó. Lên một nấc này, nấc 2, nấc 3, nấc 4 và nấc 5. Đó, nấc 5 sẽ là sáng hết cả ba đèn, và nấc 1 là sáng có một đèn thôi. Đấy, như thế. Thì chúng ta có thể biết được là bây giờ là đang ở nấc thứ mấy, và sẽ tùy chỉnh cho phù hợp với lại cái game của mình chơi cũng như là cái sở thích di chuột của mình. Con chuột này nó có hỗ trợ phần mềm nữa. Thì trong phần mềm chúng ta có thể chỉnh được cái DPI cũng như là chỉnh được cả cái đèn led này màu gì. Thì nó có tới là đèn RGB, cho nên là các bạn tùy chỉnh được bất kỳ đèn nào, bất kỳ màu nào nhé, cả tất cả các màu luôn đó. Và mình có thể tùy chỉnh được các cái chế độ của nó. Có 3 chế độ chính thôi, chỉ có 3 chế độ là sáng liên tục, chớp tắt, hoặc là có chế độ như thế này, sáng và đổi màu. Đấy. Về các cái thông số khác thì con chuột này đang sử dụng cái nút bấm của Hoano và cho độ bền lên tới 20 triệu lực nhấn, khá là bền. Cùng với mắt đọc của nó là chính là có mắt đọc quang Avago 3050 cho cái mức DPI lên tới 4000. Thì cái này mình có thể tùy chỉnh ở trong phần mềm luôn, từ 250 cho đến tới 4000 DPI, mình có thể tùy chỉnh các mức. Nó có tới 5 mức mà, mình có thể tùy chỉnh được rất là nhiều. Ok, mình đã đi qua review cho các bạn con chuột G902 này, và chỉ với mức giá của nó hiện tại đang là chưa tới 400 ngàn nữa, rất là ngon. Và nó sẽ có đầy đủ các cái chức năng, ví dụ như là thay đổi kích thước này, đó, thay đổi cân nặng này, và có cả các cái lớp để mình có thể cho nó cái độ bám dính rất là tốt, cái lớp cao su như thế này đó, để độ vào. Và có cả cái mình có thể thay được cả cái hình dáng nữa, quá ngon luôn đó. Kể cả bây giờ mình có thể thay luôn cả cái hình của cái màu đỏ vào. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn thay màu đỏ vào thì nó sẽ che mất cái logo nhé. Nó chỉ hiện điểm ánh sáng của nó sẽ không hắt ra được nữa, mà nó sẽ hắt ở phía dưới này. Đó. Và ngoài ra thì nó sẽ sở hữu một cái con mắt đọc cũng khá tốt, đủ để cho các bạn có thể chơi bất kỳ các cái game nào. Và cái độ bền của nó cũng khá là cao. Vậy các bạn thấy ý kiến như thế nào về con chuột như thế này? Có xứng đáng để cho các bạn sưu tầm hay không? Theo mình thì rất là ok đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, subscribe và theo dõi kênh của mình nhé. Bye bye.